Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ hướng dẫn các bạn bài 19 giáo trình Hán ngữ 2. Các bạn đọc qua phần bài khóa cùng với mình nhé. Ủa truy thủ su quả, tôi đi thư viện. Nỉ cân ủa y chỉ truy hảo mà, bạn đi cùng tôi được không? Hảo, chán mân chẩu bạn, được, chúng ta đi thôi. Nỉ tráng truy thủ su quả mà, bạn có thường đi thư viện không? Tráng truy, thường đi. Ủa tráng chia su, tôi thường mượn sách. Dễ tráng China Khan Su, tôi cũng thường ở đó đọc sách. Nỉ tráng truy măng, tôi cũng thường, bạn thường đi không? Quế dễ tráng truy, tôi cũng thường đi. Yểu sứ khâu chia su, có lúc thì mượn sách. Yểu sứ khâu trá tư liệu, có lúc thì tra tài liệu. Ủa bù tráng China Khan Su, tôi rất ít khi, tôi không thường xuyên ở đó đọc sách. Ủa chủng chai su sơ Khan Su, tôi luôn ở ký túc xá đọc sách. Nỉ tận su sơ An Trinh Ma, ký túc xá của bạn có yên tĩnh không? Khẩn an trinh, rất yên tĩnh. Bây giờ sang đoạn số 2, trang 33. Hoàn sang nghỉ trắng chưa sớm ơ, buổi tối bạn thường làm gì? Ủa phu xí khơ huấn, tôi ôn tập bài khóa. Uy xí, sân xứ, chuẩn bị từ mới. Khô trưởng, hoặc là chua len xí, làm bài tập. Nghỉ trắng khan ten sự hứa ten ỉnh mà, bạn thường xuyên xem tivi và xem phim không? Ủa bù trắng khan ten sự, tôi không thường xuyên xem tivi. Dễ khấn sảo khan tên ảnh và cũng rất ít khi xem phim. Ủa sinh chi liệu khớ sinh chi rử nỉ chua sầm ơ, thứ bảy và chủ nhật bạn làm gì? Yểu sứ hậu chai su sơ siêu si, có lúc thì ở ký túc xá nghỉ ngơi. Yểu sứ hậu kể ba bà mama xỉa xin nỉ nơ, có lúc thì viết thư cho bố mẹ, còn bạn thì sao? Ủa trắng cân phấng yêu y chỉ truy cung nguyến oán, tôi thường cùng với bạn đi công viên chơi. Chúng ta quay sang một từ mới, tráng có nghĩa là thường xuyên. Ủa tráng truy thú su quản hoán, tôi thường đi công viên chơi. Cân, y chỉ, nó có mẫu là A cân B, y chỉ cộng động từ thân ngữ. Ví dụ, ủa cân tha, y chỉ truy cung nguyễn, tôi cùng anh ta cùng nhau đi công viên. Ủa cân tha, y chỉ chư phan, tôi ăn cơm cùng với anh ta. Hoàn sang có nghĩa là buổi tối. Hoàn sang thì tráng suốt sớm mất, buổi tối bạn thường làm gì? Chán mận có nghĩa là chúng ta. Ở chúng ta có hai cái, chán mân và ủa mân. Ủa mân thì chỉ là chúng tôi thôi. Còn chán mân là cái ủa mân ấy, vừa là chúng tôi, vậy có thể là chúng ta cũng được. Nhưng mà chán mân thì chỉ có một nghĩa là chúng ta thôi. Chán mân chở bạn, chúng ta đi thôi. Len xí, nó vừa là động từ, nó lại vừa là danh từ. Chua len xí là thì nó đứng vai trò là danh từ, là bài tập. Ủa nhau len xí khựa huấn, tôi phải luyện tập bài khóa. Thì lúc đấy lại là động từ. Chia thì có nghĩa là mượn. Ủa chia thì tại chén, tớ mượn tiền cậu. Ủa chia thì tại su, tớ mượn sách của cậu. Yểu sứ khâu có nghĩa là lúc. Ủa lại, yểu sứ khâu trá tư leo, có lúc tra tài liệu. Sứ khâu là lúc. Ủa lái tại sứ khâu, lúc tôi đến. Ủa truy tại sứ khâu, lúc tôi đi. Trá là tra. Trá tư leo tức là tra tài liệu. Tên ảnh là phim, điện ảnh. Ủa sĩ khoan khan tên ảnh, tôi thích xem phim. Chủng là luôn luôn. Ủa chủng chai su sơ siêu si, tôi luôn ở ký túc xá nghỉ ngơi. Khan su là đọc sách. Ní sĩ khoan khan su mà, bạn có thích đọc sách không? Phu xí khơ huấn là ôn tập bài khóa. Yểu sứ khâu chai cha phu xí khơ huấn, có lúc ở nhà ôn tập bài khóa. Ta có cái từ khua trưởng. Các bạn có hai từ khái sư là dùng trong câu hỏi. Ví dụ nỉ ai ủa khái sư tha, anh yêu em hay yêu con đó. Nhưng mà khua trưởng thì chỉ dùng trong câu khẳng định thôi. Nì ai ủa khua trưởng tha tâu xính, anh yêu em hay yêu con đó đều ok hết. Ta có uy xí sân xứ là chuẩn bị từ mới. Chín hèn ủa yào uy xí sân xứ, hôm nay tôi phải chuẩn bị từ mới. Ten sự là tivi. Ủa papa chai chia khan ten sự, bố tôi ở nhà xem tivi. Siêu si là động từ nghỉ ngơi. Nì cân sấy siêu si, bạn nghỉ ngơi với ai? Ta có một cái từ duy lãn sư là phòng đọc. Ủa tráng truy duy lãn sư khan su, tôi thường đi đến phòng đọc để đọc sách. Huân thí có nghĩa là vấn đề. Xẻo huân thí, chuyện nhỏ. Chờ huân thí, có chuyện rồi đấy. Ta huân thí, chuyện lớn đấy. Ví dụ thế. Toan len là rèn luyện, nó đi cùng cả mẫu sân thỉ. Ủa yao toan len sân thỉ, tôi phải rèn luyện sức khỏe. Khuấy tá tức là trả lời. Ủa yao khuấy tá lão sư tại huân thí, tôi phải trả lời câu hỏi của thầy giáo. Khoán tức là trả. Khoán thì chứ tiền, trả lại từ điển cho bạn. Khoán nỉ su, trả lại sách cho bạn. Bây giờ chúng ta sang chú thích ở trang 34. Trang 34. Nỉ cân ủa y chỉ truy,
Hảo ma. Bạn đi cùng tôi được không? Quản sang chán mân chi khan te đỉnh. Hảo ma. Buổi tối chúng ta đi xem phim được không? Nì cân mùa y chỉ truy. Hảo ma. Bạn đi cùng tôi được không? Tiếp tục chán mân chẩu ba. Chúng ta đi thôi. Mẫu 1. Nì mân sư liều sế sân. Các bạn là lưu sinh. Của mân sư Trung Quốc sế sân. Chúng tôi là học sinh Trung Quốc. Chán mân sư thúng sế. Chúng mình là bạn học. Quản sang chán mân y chỉ truy ba. Buổi tối chúng mình đi cùng nhau nhé. Ba có nghĩa là nhé. Chư phan ba, ăn cơm nhé. Chư cẩu râu ba, ăn thịt chó nhé. Chán mân y chỉ truy ba, chúng ta đi cùng nhé. Chẩu hào ba, được thôi. Chán mân chẩu ba, chúng ta đi nhé. Chẩu ba, đi thôi. Của khấn sảo khan ten sư, tôi rất ít khi xem tivi. Khấn sảo có nghĩa là rất ít khi nhé. Các bạn sang ngữ pháp ở trang 36. Sứ chen, chứ ủy, chưa choang ủy. Những từ nghĩa chỉ thời gian đứng làm tráng ngữ. Ví dụ quản sang này là buổi tối này, xe ủ buổi chiều này, chung ủ buổi trưa này. Ta ví dụ luôn. Ní quản sang chua sớm mơ, buổi tối bạn làm gì? Ố quản sang chua len xí, buổi tối tôi làm bài tập. Xe ủ ní tráng truy nào, buổi chiều cậu thường đi đâu? Ố tráng truy thú sư quản. Tôi thường đi thư viện. Khái sư và khô trưởng. Khái sư dùng cho câu hỏi và khô trưởng dùng cho câu khẳng định. Ta ví dụ luôn. Nỉ chư mán thầu, khái sư chư bao chữ. Bạn ăn bánh hấp hay là ăn bánh bạo? Một chư mán thầu, toàn bánh hấp hoặc là gọi là bánh bao chay đấy. Nỉ sang ủ truy, khái sư xeo ủ truy. Bạn đi vào buổi sáng hay là buổi chiều? Xeo ủ truy, đi vào buổi chiều. Chúng ta đi tiếp. Vấn đề của khu trưởng. Sinh chi thiên, nỉ chua sớm mơ. Chủ nhật, bạn làm gì? Ủa tráng tráng, tôi thường xuyên chai su sưa, khan su ở ký túc xá đọc sách, khu trưởng hoặc là cân phấn hiệu léo then tán phét cùng với bạn bè. Quản sang của tráng tráng thinh in yuê, buổi tối tôi thường nghe nhạc, khu trưởng hoặc là khan ten sư xem tivi. Trên đây thì là phần bài khóa và phần từ vựng ngữ pháp của bài 19. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sửa bài tập ở phần kế tiếp. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.